Rồi chào các bạn, thì hôm nay mình gặp cái men Giga H61M DS2 phiên bản là 3.0. Thì men này mình thấy có gỡ mấy con linh kiện ba chân nè. Thì men này có qua tay thợ rồi. Thì men này nó bị gì thì bây giờ mình sửa nó chạy lên đây nè. Thì cái men này thì mình đo mình kiểm tra thì lúc có nguồn chip BCH và lúc không có ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa cái bệnh của cái men này. Thì bây giờ để mình đo cho bạn coi cái nguồn chip BCH ha. Đây thì bây giờ nó là 1.06 nha. Ok ha. Thì cái lúc đầu tiên á, thì mình đo ngay cái chân này thì nó chỉ có 0.4 mấy thôi. Thì nhưng mà nó chạy lòng vòng thì hồi có khi nó lên 0.8 mấy, 0.9 mấy, nhưng mà men nó không chạy được. Thì ở đây mình có cái sơ đồ đây, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thì ở đây cái nguồn chip BCH là chỗ con Q27 nè ha, chỗ chân ba nè. Thì cái nguồn đó nó được sinh ra ra đây ha, nó đi ra đây nè, lấy từ đây ha. Thì chỗ này mà nó bị mất nguồn hay là nó sụp nguồn thì ở đây ha, thì qua con này. Thì bây giờ bạn muốn sửa nó thì bạn phải kiểm tra cái chỗ chân số 5 của cái con U3 nè. Thì kiểm tra là VCC 1.05N. Thì chân số 5 này là bạn đo là phải có 1.05N ha. Thì nếu mà nó không có thì bạn phải kiểm tra mấy con chở này con nào lỗi tụ rồi ha. Lỗi thì bạn thay. Còn cái men này đặc biệt thì cái chân số 5 này thì nó có nguồn en ha. Nó có nguồn en nhưng mà nó lại không có cái nguồn chip BCH, nó bị sụt còn 0.4 mấy thôi. Thì mình đo mình kiểm tra chân số 5 thì nó đầy đủ nguồn. Nhưng mà chân số 6 này nó chỉ có 0.4 mấy volt thôi. Đó thì khi mà mình kiểm tra thì mình thay cái con EG209 này ha. Con này là 2 kg. Thì ở đây là cái vị trí mình thay nè. Đây để mình đo cho mình coi ha, chỗ vị trí mình thay con này ha. Con ở giữa nè, này là có 5 con là mình thay con ở giữa nè. Mình mới thay cái con 2 kg này cái là men nó đã chạy ok ha. Thì bạn nếu mà cái nguồn en nó có đầy đủ rồi á thì bạn kiểm tra cái chân số 6 này coi nó có nguồn hay không. Nó không có nguồn thì bạn thay những con liên quan đó nè. Thì những con liên quan này nếu như mà bạn thay vô mà nó không có lên nguồn được á thì ở đây nó có con tụ rồi nữa nè ha. Thì bạn thay thử hết mấy con này rồi mà nó vẫn không lên nguồn được thì bạn thay thử con U3 này ha. Thì cái mà mình nói nếu mà nó mất cái chân số 5 này thì bạn phải làm cho chân số 5 này phải có trước nha. Đó thì chân số 5 này thì ở đây nó đi qua con Q38 nữa nè. Đó mình nếu mà bạn đo ngay chân con Q38 ở trên cái men H61 MD2 3.0 này mà nó bị mất ha. Đây nè, chân số 5 nó bị mất nè. Bạn kiểm tra qua cái con Q38 này. Bạn có thể xả bỏ con Q38 này ha. Nhưng mà cái men này thì nó vẫn còn. Nó không có bị mất con Q38 này thì nó không phải lỗi cái đường mà nguồn en của 1.5 BCH. Nó lỗi ngay chân số 6 này, nó không ra nguồn được. Thì những con này là liên quan thay rồi mà không nhận thì bạn thay luôn con U3 này. Còn nếu không nhận nữa thì
khó rồi ha. Thì hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn sửa cái triệt để cái nguồn lúc có lúc không, nguồn BCH. Thì bạn của cái main GigaHR61 MD2 3.0, bạn kiểm tra ngay chỗ U3 này, chân số 5, chân số 6 này là nó quản lý cái nguồn chip BCH đây ha. Thì nguồn ở đây có hay không là do con U3 này quyết định ha. Thì phải chân số 5 này là phải có, chân số 6 này là phải có nguồn ra thì nó mới có nguồn BCH. Ở đây thì nó thông qua đây thì nó mới đi vô chip BCH, nó có nguồn lên được ha. Rồi thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn fix cái lỗi là lúc có nguồn chip BCH và lúc không có ha. Rồi bye bye các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe.